Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là bốc bát hương nhé Bốc bát hương Trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão Đây là tháng 2 này là tháng 2 nhuận, quý vị lưu ý nhé, tháng 2 nhuận Trong năm 2023 thì có 2 tháng 2 và tháng 2 sau nó là tháng 2 nhuận Đó À, quý vị thân mến, thì để lựa chọn được ra một ngày tốt để tiến hành công việc bốc bắt hương ấy, thì bao giờ cũng vậy. Đầu tiên chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu trước. Sau khi loại bỏ ra những ngày xấu thì chúng ta sẽ sử dụng cái hứa trên quân ngọc hợp khí. Để hứa trên quân ngọc hợp khí thì để chúng ta tìm ra những ngày tốt để tiến hành bốc bắt hương. Thì cái hứa trên quân ngọc hợp khí nó cũng sẽ có ở trong quyển ngày sách ngày tốt tuần thư. Thì đây là một trong quyển sách tổng hợp rất là nhiều cái loại chọn ngày tốt, rất nhiều cái chọn ngày tốt để cho các bạn chọn được từng ngày tốt cụ thể. Đó, từng ngày tốt cụ thể để cho các bạn làm việc cho được hay thuận lợi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào là tìm ra những ngày xấu cần tránh. À, quý vị biết đấy, cái tháng 2 âm lịch nó là cái tháng nó khởi từ ngày 22 tháng 3 dương lịch đến ngày 19 tháng 4 dương lịch. Cái ngày mùng 1 nó là ngày, kỷ, ngày kỷ mão. tháng 2 âm lịch nó là tháng ất mão, nó là tháng thiếu. Là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Đó. Thì cái ngày đầu tiên chúng ta cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc bốc bắt hương trong thuận lợi và may mắn. Thì chúng ta cần loại bỏ những ngày sát chủ. Thì ngày sát chủ trong cái tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí nó bao gồm cái ngày mùng 10 là ngày mộ tí này và ngày 22 là ngày là ngày canh tí thì hai ngày tí này chúng ta cũng sẽ không dùng vì nó phạm ngày ngày sát chủ tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ là những ngày thụ tử ngày thụ tử trong 2 tháng hai lịch nó sẽ là những ngày thìn thì ngày thìn sẽ bao gồm có 3 ngày mùng 2 là ngày canh thìn này 14 là ngày nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn thì ngày giáp thìn là ngày thụ tử nên chúng ta cũng sẽ không dùng vào việc gì tốt nhất các bạn nếu mà gặp ngày này thì kiêng sẽ là tốt hơn đó. tiếp theo ngày xấu thứ ba mà chúng ta cần tránh đó là ngày nguyệt phá ngày nguyệt phá thì tháng này là tháng mão đúng không ạ tháng ất mão mão và dậu là tương xung vị trí tất cả những ngày dậu là ngày nguyệt phá nó bao gồm có hai ngày mùng 7 là ngày ất dậu và ngày 19 là ngày đinh dậu thì hai ngày này chúng ta cũng lại bỏ không dùng đó một ngày xấu tiếp theo nữa chúng ta cần lại bỏ đó là ngày con nước ngày con nước bao gồm ngày mùng 3, 17 và ngày 29 thì ngày mùng 3 nó là ngày tân tỵ ngày 17 thì nó sẽ rơi vào ngày ất mùi và ngày 29 nó là ngày đinh mùi đó là ba cái ngày con nước mà chúng ta cần tránh tiếp theo ngày cần tránh tiếp theo nữa là ngày dương công kỵ Ngày dương công kỵ thì nó sẽ rơi vào ngày 11 Rơi vào ngày 11 thì chúng ta cũng sẽ không dùng Tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát Nó là ngày tân mão và ngày ất mão Tân mão và ất mão thì tân mão là ngày 13 Còn ất mão là trong tháng này không có đúng không ạ Tiếp đến là ngày tam nương Ngày tam nương nó bao gồm có 6 ngày Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 Thì ngày mùng 3 nó là ngày này tân tỵ chúng ta lại bỏ rồi Ngày mùng 7 thì nó sẽ rơi vào ngày ất dậu Là trùng ngày nguyệt phá Chúng ta loại bỏ rồi Tiếp theo nữa là ngày 13 Ngày 13 thì nó rơi vào ngày Tân Mão thì chúng ta cũng đã lại bỏ rồi. Ngày 18 thì nó rơi vào ngày Bính Thân. Đấy, chúng ta lại bỏ tiếp. Và ngày 22, ngày 22 nó rơi vào ngày ngày Canh Tý. Cuối cùng là ngày 27 nó rơi vào ngày Ất Ất Tỵ. Đó, đó là những ngày tam lương mà chúng ta cần tránh. Và một ngày xấu nữa mà chúng ta cần tránh để cái việc bốc bắt hương cho được thuận lợi và may mắn ấy thì chúng ta cần loại bỏ ra những cái ngày gọi là ngày nguyệt kỵ đúng không ạ? Những cái ngày mà mùng 5, 14, 23 thì tốt nhất là các bạn cũng không nên bốc bắt hương nhé. Ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày là quý mùi. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày nhâm. Nhâm Thìn là ngày thủ tử, trùng ngày thủ tử. Còn ngày 23, ngày 23 thì nó sẽ rơi vào đúng vào cái ngày Tân xỉu đó. Như vậy là ngày xỉu có hai ngày thì một ngày phạm dương công kỵ và một ngày phạm mộc nguyệt kỵ thì chúng ta không dùng được đó. Đó là những cái ngày xấu mà cần tránh để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương đó. Và sau khi mà loại bỏ ra tất cả những ngày xấu để bốc hương ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái hứa trên quân ngọc học ký trong cái quyển sách là ngày tốt tuần thư đấy trong cái quyển sách ngày tốt tuần thư thì các bạn hãy sử dụng quyển sách này để chọn ra những cái ngày tốt để bốc bát hương tại vì ngày bốc bát hương nó là một ngày tiến hành cái nghi lễ nó là cái nghi lễ để thờ cúng bốc bát hương vậy nên là chúng ta không thể chọn theo cách bình thường được mà chúng ta sẽ phải dựa vào hứa chân quân Ngà học ký để chúng ta chọn ra những cái ngày được phép bốc bát hương thì chúng ta mới làm ở cái hứa chân quân ngò học ký thì ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc thi nguyện bái biểu thượng trương làm chay có người được phúc có kẻ thì bị tội họa có nhà cờ đỏ lại sinh ra họa phá tận con cháu như vậy là tại sao đúng không? vì thế ông hứa chân quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy chỉ những chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên không biết chọn ngày trong vòng 60 mươi lục thập hoa giáp đợt, trong các vì sao hoặc ở địa phủ hoặc ở nhân gian mà dĩ trí phạm phải khiến con cháu bị tai họa vì thế mà ngày hứa chân quân mới chép dành rẽ ra quyển ngọc hạp để cho các vị quốc sư đạo sĩ nhân dân mỗi khi có việc tế tự cầu thần lễ phật tránh được những cái ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 ngày của lục thập hoa giáp. Đó. Thì tự nhiên biết được thì sẽ tránh được những cái điều hung. Đó, đó là nguyên văn của cái hứa chân quân ngọc học ký. Thì ngày bốc bát hương thì các bạn cũng nên là dựa vào cái hứa chân quân ngọc học ký này để quý vị mà lựa chọn ra những ngày bốc bát hương thuận lợi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hứa chân quân ngọc học ký trong cái quyển ngày tốt toàn thư để chúng ta cùng tìm ra những cái ngày tốt nhất để tiến hành công việc bốc bát hương. Đó thì quý vị đã biết đấy cái ngày cái cái tháng hai âm lịch ấy, nó khởi là khởi ngày kỷ mão đúng không ạ ngày kỷ mão thì ngày kỷ mão và ngày canh thìn ấy ngày kỷ mão và ngày canh thìn nó là ngày mùng 1 đúng không mùng một mùng hai thì ngày canh thìn nó phạm người tự tử rồi ngày kỷ mão ấy ngày kỷ mão thì ở hứa trên quân ngọc học ký có viết là đến các thần ngày kỷ mão thì các thần ở địa phủ nếu mà ai tế lễ cầu phúc thì ích cho con cháu đấy. được vinh hoa phú quý vì ngày này là ngày sinh nhật của tiên thánh vậy nên là gì ngày mùng 1 ngày kỷ mão này thì theo Hứa chân quân ngầu ký, đây là một ngày lễ của tiên thánh rất là tốt. Vị trí chúng ta có ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 1 này, là ngày Kỷ Mão. Đó là ngày tốt đầu tiên. Tiếp theo là ngày <laughs> canh Thìn, thì phạm người tụ tử tông xét, ngày mùng 3 là ngày Tân Tỵ, ngày mùng 3 Tân Tỵ chúng ta cũng lại bỏ rồi. Tiếp theo ngày mùng 4 là ngày Nhâm Ngọ. Ngày Nhâm Ngọ và ngày Quý Mùi, ngày mùng 4 mùng 5 ấy, Nhâm Ngọ Quý Mùi thì là chư thần Ngày mùng 4 mùng 5 này thì được chư thần tại thiên, nếu mà ai lễ bái cầu phúc thì được lộc 3 năm trước thì tốt, nhưng 3 năm sau lại gì? Lại xấu. Tức là gì? Nó tốt trước và sau xấu thì các bạn cũng không nên dùng. Đó, 4 mùng 5 thì cũng là xấu. Tiếp đến là ngày mùng 6. Ngày mùng 6 là ngày giáp thân. Thì ngày giáp thân và ngày ất dậu, ngày giáp thân và ngày ất dậu thì trong hứa chân quân có viết là chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ. Hai ngày này rất tốt để làm lễ. Tức là ngày mùng 5, ngày mùng 6 và ngày mùng 7 ấy, thì ngày mùng 7 phạm ngày tam nương chúng ta loại bỏ rồi. Như vậy còn ngày mùng 6. Mùng 6 là ngày giáp thân. Giáp thân là ngày tốt thứ hai. Là ngày tốt thứ hai nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùng 8 và mùng 9. Ngày mùng 8 thì là ngày bính tuất và ngày mùng 9 là ngày đinh hợi. Thì hai ngày này thì chư thần tại thiên rồi lại xuống nhân gian địa phủ. Nếu người nào cầu phúc, tế tự, hoàn nguyện. Hoàn nguyên thượng biểu chiêu tài thì được công đức vô lượng đó thì tức là ngày mùng 8 mùng 9 này này cũng là ngày tốt để bốc hương này mùng 8 là ngày bính tuất và ngày mùng 9 là ngày đinh hợi đinh hợi cũng là ngày tốt đúng không ạ mùng 8 mùng 9 này bốc hương tốt này tiếp theo chúng ta xét đến cái ngày mậu tý và ngày kỷ sửu thì ngày mậu tý thì chư thần tại nhân gian địa phủ nếu ai làm lễ cầu phúc tế tự ăn Liễu Nguyệt là ngày tốt Nếu ngày này làm chủ ấy thì Đó Đó là cái ngày Ngày Mậu tí và ngày Kỷ Sửu Mậu tí và ngày Kỷ Sửu thì nó là ngày mùng 10 và ngày 11 Thì hai cái ngày này nó rơi vào ngày sát chủ Và cái ngày Cái ngày dương công kỵ rồi thì chúng ta không dùng Tiếp đến chúng ta xét thêm ngày 12 Ngày 12 là ngày canh dần Thì chư thần tại trời Đấy. Ngày 12 thì chư thần tại trời để liên hợp tính xem là các bản án nếu mà tế, tế, tự cầu phúc chấn lỗ trần tấu lễ nguyện thì là bị hại thân hại chủ rất là xấu tương tự đó như vậy là gì ngày canh ngày canh dần là xấu không dùng được tương tự ngày tân mão thì là bị phạm vào ngày ngày 13 là ngày nguyệt kỵ đúng không 14 cũng xấu không dùng rồi 15 tiếp theo chúng ta xét ngày 15 là ngày quý tỵ ngày 15 là ngày quý tỵ thì chư thần tại thiên là ngày khám sổ sách sinh tử nếu mà tế tự thì bị ốm đau bệnh tật hại thầy hại chủ rất là xấu đó 15 không dùng được tiếp theo ta xét đến ngày 16 là ngày giáp ngọ 16 là ngày giáp ngọ thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian nếu có người thượng trương tiến biểu lã tệ thổ công thổ địa thì được phúc gấp 10 rất là tốt đó như vậy là gì ngày 16 là ngày tốt này chúng ta thêm ngày 16 là ngày giáp ngọ đó là những ngày tốt để chúng ta tiến hành bốc hương tiếp theo ngày 17 là ngày ất mùi thì không chọn được ngày 18 thì phạm rồi 19 phạm đúng không ạ ngày 20 còn hai ngày 20 là ngày mậu tuất thì ngày 20 ngày mậu tuất thì chư thần tại thiên chồng ngọc hoàng làm sổ sách sinh tử ghi thiện ác của nhân gian địa phủ nếu ai làm lễ cầu thọ tế lễ thượng biểu trương chiêu hồn thì rất là tốt đó như vậy là cái ngày cái ngày giáp ngọ cái Như vậy cái ngày mộ Tuất và ngày kỷ hợi Tức là ngày 20 và ngày 21 ấy. Ngày mộ tốt và ngày kỷ hợi Ngày 20 21 thì làm cũng sẽ rất là tốt Đó, 20 21 Như vậy chúng ta cũng sẽ có ngày 20 là ngày mộ Tuất Và ngày 21 là ngày 21 là ngày kỷ hợi Đó đó là những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là bốc bát hương tiếp theo chúng ta xét ngày 22 ngày 22 là phạm tam lương 23 là phạm nguyệt kỵ tiếp theo chúng ta xét ngày 24 24 là ngày nhâm dần ngày nhâm dần ấy thì uh, chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc thì cũng sẽ rất là tốt đúng không ạ như vậy là ngày 24 cũng là một ngày tốt để bốc bát hương 24 là ngày nhâm dần đó. tiếp theo xét ngày 25 là ngày quý mão tương tự với ngày nhâm dần ngày quý mão cũng là một ngày tốt thì chúng ta sẽ có ngày 25 là ngày quý mão cũng là ngày tốt để bố thương ngày 26 là ngày giáp thìn thì phạm này 27 cũng phạm này chúng ta còn ngày 28 28 là ngày bính ngọ ngày bính ngọ thì chư thần ở trên trời không ở nhân gian nếu làm lễ bái cầu phúc thì rất là xấu như vậy là ngày 16 thì sẽ không dùng được Đó. tiếp theo đến ngày 17 tiếp theo đến ngày 27 Và tiếp theo là đến ngày 29, ngày 29 là ngày đinh mùi thì chư thần tại địa phủ. Nếu cầu phúc lễ bái, thượng biểu trương ấy, làm biểu nguyệt thì cũng rất là tốt. Nhưng mà cái ngày đinh mùi thì phạm vào ngày 29. Ngày 29 thì phạm vào ngày ngày con nước. Nhưng mà cái ngày con nước này chúng ta vẫn có thể dùng nhé. Như vậy chúng ta còn ngày 29. 29 là ngày đinh mùi. Đó. Đó, như vậy là gì? Trong cái tháng 2 âm lịch thì chúng ta có 8 ngày tốt có 8 ngày tốt để tiến hành bốc bát hương. 8 ngày tốt để bốc bát hương ấy. Thì quý vị lưu ý hãy chọn cho mình một cái ngày phù hợp nhất để tiến hành công việc bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn. Thì để cái công việc bốc bát hương may mắn thì các bạn nên sử dụng một gói thất bảo. Thất bảo là cái một cái pháp bảo để gì lưu giữ lại cái cốt đất cho bát hương. Thất bảo là một cái pháp bảo dùng để nạp cốt cho bát hương, nạp cốt tượng cũng như các linh vật phong thủy để hội tụ linh khí. Khi mà có cái thất bảo này ấy, thì cái bát hương nó mới có ý nghĩa, nó mới lưu giữ được những lời nguyện cầu, lời cầu chúc của những gia chủ đến gửi đến thần linh gia tiên cũng như là gì nó tránh được cái tà ma uế khí và nó giúp chấn bát hương được tốt hơn đó bên cạnh đó thì ngày mùng một ngày rằm hàng tháng thì các bạn cũng nên là sử dụng cái gói gạo vàng thần tài để nạp tài cho bát hương nạp tài bằng cách quý vị có thể là rắc một ít đúng không? rắc một ít vào cái bát hương vào ngày mùng 1 và ngày mùng 10 cũng như là ngày rằm để gì thâu thu cái tài lộc cho cho gia đình nhà mình đó đó và các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái chọn ngày tốt để bốc bắt hương ấy thì quý vị có thể tham khảo thêm ngày sách ngày tốt toàn thư. Đó. Mở đến phần mở đến trang là 152 là cái phần hứa trên quân ngọc hào ký thì các bạn dựa vào đây để các bạn gì chọn ra được ngày tốt bốc bắt hương, ngày tế lễ thì sẽ chọn theo cách này. Đó, đó là ngày của ngày tốt toàn thư. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, mọi thắc mắc của quý vị thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.